Quang ơi, Tô Văn Vũ đường bao, Bình Dương chơi rình rập chưa thấy cơ và bây giờ thì họ đã thành công. Đúng là với sự thoải mái và chủ động của mình, họ sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Và bây giờ thì đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Cảm giác bóng và nhịp phối hợp của Bình Dương là tốt hơn hẳn ở mặt trận tấn công trong hiệp 2. Những ánh mắt đầy ưu tư. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi, Tô Văn Vũ và Tiến Linh. Đúng nhịp, vừa phải. Mọi thứ diễn ra có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. Rất hay, một pha nhả bóng rất hay của Papelma, tỷ số là 1-1. Không ai khác, Tiến Linh là người sẽ mang tỷ số cho BKM Bình Dương. Một pha phối hợp chớp nhoáng bên phía cánh phải của BKM Bình Dương. Và những như chúng tôi đã cảnh báo, không thể chủ quan với đội bóng đối thủ. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha bỏ bóng như kiểu của Rivaldo để cho Ronaldo ghi bàn. Một pha phối hợp thường thấy của các cầu thủ Brazil. Và bây giờ Papelma và Tiến Linh đã thực hiện lại pha phối hợp này trên sân vận động Hoàng Đẫy. Pha chạm bóng đầu tiên của Văn Vũ là hơi dài, vẫn còn Roma. Go! Tiến Linh, người ta cần nhìn thấy Roma như vậy. Một người đội trưởng chơi tả xung hữu đột. Và một lần nữa, người ghi bàn không phải là ai khác, đó chính là Tiến Linh. Pha tạt bóng quá hoàn hảo đến từ Papelma. Ta cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý quá hay đến từ Roma. Không có việt vị của Tiến Linh. Pha mở bóng rất hay dành cho Victor Mansaray, bên trong là Tiến Linh. Đánh đầu 2-0. Khả năng đánh đầu của Tiến Linh thực sự là quá hay. Vừa rồi pha lật bóng của Victor Mansaray là tốt, nhưng nó không phải là một tình huống đánh đầu dễ dàng. Chỉ là Tiến Linh quá hay mà thôi, bàn thắng thứ tư của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Quá hoàn hảo. Cả Wesley và Lâm Anh Quang đã theo rất sát Tiến Linh. Tiến Linh! Hat-trick của Tiến Linh! Tuyệt vời! Một ngày thi đấu rực sáng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Pha chơi bóng rất mất tập trung của trung vệ Wesley Rodriguez. Anh đã không theo được Tiến Linh trong tình huống vừa rồi. Một pha chơi bóng rất đơn giản. Ngô Hồng Phước có một tình huống đánh đầu sượt. Tiến Linh thoải mái băng xuống và dứt điểm ngay một chạm. Đây là một thời điểm có thể nói là rất nhạy cảm của trận đấu này. Đội bóng nào có được bàn thắng thì sẽ có xác suất và cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Nguy hiểm, Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha dứt điểm thứ 3 của Tiến Linh ở ngoài vòng cấm và lần này nó đã thành công. Tình huống không chơi bóng và xoay người, dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo. Có thể nói là số 1 của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không chơi bóng, xoay người. Một tình huống gạt nhẹ để tạo góc độ. Và cùng đó là cú cứa lòng điệu nghệ. Cú cứa lòng của Tiến Linh vừa có lực, vừa có hướng đi hiểm hóc. Tiến Linh, chuyền khá hay của Omar cho Tiến Linh. Tô Văn Vũ đang tăng tốc. Văn Vũ tuyệt vời, 1-0 cho BKM Bình Dương. Một tình huống tấn công chuyển đổi quá hay của các cầu thủ BKM Bình Dương. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ đường truyền phát động tấn công của Oma, tình huống tăng tốc và đường truyền căng ngang chính xác đến từng cm của Tiến Linh. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này một lần nữa. Tiến Linh phá bẫy việt vị, tăng tốc, vừa kiểm soát bóng vừa quan sát rất kỹ phía trong. Đường tạt bóng có thể nói là vô cùng hoàn hảo, chính xác đến vị trí của Tô Văn Vũ cả về lực và cả về hướng. Tiền vệ trái của BKM Bình Dương đã có một pha xâm nhập trung lộ cực hay.